mộc mà áo con là dễ hơn. Nên bạn chẳng hạn là tương ớt tương cà đó, bạn yên tâm, đắt nữa đó là cái nước rửa chén mà bằng nước rửa chén dừa già. Mình nghe cái tên là dừa thì mình không nghĩ nó có công dụng là nó tẩy đâu, nó tẩy dầu mỡ mà sạch đâu, mà khi mà cái chai này Chị nè, ơi, khi mà đưa em và xin khi lỗi mà chị em tí tẩy những xíu cái nha. vết mà mỡ ở trên cái nồi chảo đồ của mình á, nó tẩy rất là nhanh, nó tẩy sạch mà sạch kinh kích luôn á. Mà khi mà tẩy xong, dạ sao hả Ly, Tại vì hồi nãy đường giờ truyền nó không yếu biết hả là, Ly, dạ bạn Ly? đúng rồi, đúng rồi, chị Yên có thể là do cái chỗ chị ngồi không? Hay là chị kiểm tra lại cái đường truyền giúp em với. Hay quá Ok trời liền luôn con. á, mà không nghe được rõ tức lắm á chị Yên. Nghe không rõ, nó bị ấm ức ấy. Cả nhà có giống Ly không? Hồi nãy giờ do là Ly hỏi trên khung chat là Ly thấy là để là tại Ly sợ đường truyền của bên Ly hay là đường truyền ở trên chỗ chị Yên á. Nhưng mà hình như là đường truyền của chị Yên, cả nhà chờ tí xíu nhé. Alo Yên ơi, được chưa chị? Đúng rồi, bị giặt đúng không? Rồi ok, vậy là không phải tại Ly. Đúng rồi, mạng chị Uyên bị yếu một tí xíu. Vậy là trong khi mình cả nhà chờ chị Uyên lên lại hay là mình sẽ đợi chị Uyên thay đổi cái mạng ha cả nhà. Trong cái thời gian mà chị Uyên mới bị out ra đấy. Nên là hả cả nhà có thể chờ chị Uyên một tí xíu để chị Uyên chia sẻ lại, hoặc là rồi đi thấy chị Uyên vào rồi. Dạ rồi chị Uyên ơi, em mới thấy chị vào. Quá trình mà chị Yên chia sẻ, khi mà mình nghe cái sự chia sẻ cả nhà, mình sẽ giống như là bản thân anh chị em nào mà mình chưa được có trải nghiệm á, thì mình sẽ nghe chị Yên chia sẻ, thì trong cái quá trình mình có sản phẩm á, mình sẽ biết là mình sử dụng được cho tất cả hoặc là mình sử dụng như thế nào ha. Còn nếu mà anh chị em mình đã có một số cái kinh nghiệm rồi, hoặc là đã có cái kết quả sản phẩm rồi, thì cái này cũng là thêm một cái phần feedback của khách hàng nữa, để cho mình có thể là mình gặp khách hàng nào mà có vấn đề về, nhất là con trẻ đi học ở cả nhà thì hay hay bị những cái vết bẩn hay là váy bẩn, những cái quần áo bằng cái mực hay này kia, thì mình sẽ nghe chị Yên chia sẻ lại ha. Chị Yên ơi, chị Yên có thể lên lại được chưa ạ? À? Mà chị Yên yếu quá hả? Rồi ok, vậy thì trong thời gian mà mình đợi chị Yên chỉ mạnh lên tí xíu á cả nhà, chị Yên vào lại. Ly Chắc đang tính là hả, rồi để ok tôi em chuyển chỗ ngồi quá. rồi, em thấy là bây giờ chị Yên mạnh lại rồi nè. À, giờ ra ngồi gần cái cục wifi luôn. À đúng rồi, chắc là do cái mạng nó chập chờn giống ở quê Ly À, ấy. Dạ rồi, rõ rồi đó chị Yên ơi. rồi thôi em chia sẻ cái sản phẩm vào nước rửa chén Ok chị, dạ em mời chị nha. nhé. Rồi thì đây cái chai nước rửa chén dừa già của sản phẩm của nhà Phú Thái nè. Là có thấy được không đi nữa, là cái chai này coi như là ngày xưa mình sợ rửa chén lắm cả nhà, mỗi lần rửa chén xong cái tay của mình nó hôi hôi cái mùi mà cả một ngày luôn á. Tới khi mà sử dụng được cái chai rửa chén dừa già của nhà Phú Thái á, là khi mà rửa chén xong rửa lại cái tay bằng cái nước rửa chén đó luôn, thì cái tay của mình á nó không còn cái mùi gì mà của sau rửa chén, mà nó chỉ còn cái mùi thơm của cái nước rửa chén, cái mùi thơm của dừa, mà có mùi thơm mà nó ngọt, nó dễ thương lắm, nó giống như là mùi bánh kẹo vậy đó. Nên từ đó thì sau là coi như là cái khâu mà rửa chén là không còn ngán nữa. Nên cả nhà hả, khuyên cả nhà cứ ai mà giống như Uyên mà sợ rửa chén hả, hay lấy cái chai này về thử đi, đảm bảo là sẽ thích luôn, tại vì tẩy dầu mỡ nó rất là sạch, nó sạch kinh kích luôn á. À, bởi vậy giờ coi như là nhà là coi như lúc nào cũng cứ sáng trưa chiều tối gì cũng nhìn thấy hình ảnh Iconova ở trong nhà mình hết, tại lúc nào mình cũng đụng tới nó hết. Rồi một cái sản phẩm nữa em muốn chia sẻ với mọi người nè, là cái chai này là tẩy rửa nhà vệ sinh. Thì nói với mọi người nghe, ngày xưa á, mỗi lần mà tẩy rửa nhà vệ sinh hay nhà nhà tắm chà nhà tắm á, là Uyên hay sử dụng cái chai con vịt tím á. Mà cái chai á thuộc dạng mà là tẩy mặn của trong các dòng mà tẩy rửa rồi, mà lúc á xài cái chai đó là mình phải xịt vào những cái chỗ mà bị ố vàng, những cái chỗ dơ mà mình phải để một thời gian mấy tiếng á, để cho nó thời gian nó thấm vô, thì lúc đó mình chà nó mới sạch được. Còn riêng cái sản phẩm của nhà Phú Thái nha, đặc biệt lắm, đổ vô là chà liền nha. Đó,
cứ như là yên đổ vô xong là bắt đầu là chà liền luôn, cả lavabo hay là chà cả chà cái sàn nhà tắm là chà liền, mà nó trắng nó sáng nó sạch, nó tẩy những cái vết bẩn ra ngay tức khắc. Mà quan trọng nhất là cái sản phẩm này nó an toàn cho da tay, không có cần dùng da bao tay. Và các trẻ con trong nhà mình á, mình có thể nhờ nhờ làm công việc nhà giúp mình được đó, nên thành ra Uyên bây giờ tâm đắc ba cái sản phẩm này của nhà Phú Thái vô cùng luôn. Và đặc biệt là cái bé nhỏ nhà Uyên là 7 tuổi, mà cứ mỗi lần mà cứ cặp dơ hay là bóp viết dơ gì là cứ dành đi vô lấy cái nước rửa, nước nước mới nước giặt đồ á, lấy cái nước giặt đồ để mà rửa chà rửa luôn. Còn nhà tắm là coi như chủ động lấy những cái chai đó, thì muốn xịt ở đâu xịt, thì muốn chà ở đâu cứ việc chà, mà mình cảm giác an tâm vô cùng bởi vì cái mùi của nó thơm rồi nó an toàn cho trẻ nhỏ nè. Và đặc biệt là nó rất là tiện lợi, là mình không có phải mất thời gian chờ đợi. Nên thành ra là các bạn nếu mà đang tìm hiểu về sản phẩm của nhà Phú Thái thì hãy hãy mua về trải nghiệm đi. Tại vì khi các bạn trải nghiệm, các bạn sẽ có cảm nhận tốt hơn, cảm nhận thực tế hơn về sản phẩm và lan tỏa cho khách hàng dễ hơn. Đảm bảo luôn là khách hàng tái tiêu dùng rất là nhiều. Bởi vì trước đây thì Uyên hay hay tặng các sản phẩm này cho khách hàng của mình. Uyên chưa giới thiệu đâu mà Uyên chỉ tặng tặng trước cái chai mà tẩy rửa nhà vệ sinh á. Thì khi mà tặng xong là khách lúc đó là khách quay là khách mua. Mà khi mà mua một sản phẩm mà hài lòng rồi là khách mua thêm các sản phẩm khác của dòng Econova nữa, và cứ tái tiêu dùng và liên tục, và khách tự động lên cái app Robimon để mà khách đặt, mình không có cần phải chào mời khách lại nữa. Mà như vậy mình cứ nhân 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 rộng ra khách hàng và nhân rộng doanh số của mình ra. Nên thôi Uyên hôm nay thì Uyên muốn chia sẻ cái trải nghiệm thực tế của bản thân Uyên sử dụng và kết quả mà mình đã kinh doanh và lan tỏa cho khách hàng như thế nào. Thì Uyên cũng mong muốn là các bạn hãy mua về trải nghiệm, và hôm nay có một cái buổi học thật là đầy năng lượng, thật là nhiều kiến thức bổ ích để mình coi như là tốc chiến dùng sản phẩm này, là sản phẩm phễu mà cũng có thể là cũng là sản phẩm tiềm năng, sản phẩm lâu dài cho mình. Rồi chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn nhà BDB Phú Thái. Rồi Uyên Rất xin là chuyển tới tuyệt đây cho vời bạn luôn, em cảm ơn chị Linh. Uyên rất là nhiều. À, qua cái phần chia sẻ của chị Uyên á, Ly cảm thấy là cả nhà mình chỉ cần có 20 khách hàng như chị Uyên là ok cả nhà. Chị Uyên đang là một khách hàng quá trung thành luôn, và cả nhà thấy khi mà chị Uyên chỉ sử dụng cái sản phẩm chị mê rồi á, chỉ lan tỏa, mà lan tỏa bằng con tim á cả nhà, khác với cái việc là mình nói từ cái cổ họng mình ra, đúng không ạ? Khi mà khách người ta nghe cái cách mình lan tỏa và cái cách mình chia sẻ như thế là người ta cảm thấy là người ta hiểu được cái sản phẩm đó là như thế nào. Nên là cả nhà mình theo Ly nghĩ á, thì cái này là không biết là đối với quý cô chú anh chị như thế nào, chứ còn với Ly á, là sản phẩm mình trải nghiệm thì luôn là một cái điều tốt nhất à. Bởi vì khi mình trải nghiệm á, mình đi chia sẻ cho khách hàng thì có những cái vấn đề gì á, mình sẽ trả lời được cho khách hàng, hoặc là mình nói cho khách hàng hiểu được là cái USB sản phẩm thì rất là xịn sò, đúng không cả nhà? Rồi em cảm ơn chị Yên một lần nữa rất là nhiều đã có cái màn chia sẻ rất là tuyệt vời. À, cũng như là cả nhà mình tiếp tục thả hoa giúp Ly được không ạ? Ly sẽ là người là tặng cho chị Yên một cái đùi gà. Ly mê ăn lắm. Rồi, và để tiếp tục chương trình trưa ngày hôm nay, sẽ đến với một cái phần chia sẻ mà theo Ly nghĩ á, mà lúc trước mà Ly chưa làm Robby cả nhà, thì Ly nghĩ chắc là trong Robby bán hàng online kiểu này là chỉ có nữ thôi. Nhưng mà tới cái thời điểm này Ly thấy là nam lên ngôi lắm, làm nam kiểu như là xoán ngôi luôn á, mà tới bán những cái dòng sản phẩm kiểu là dòng sản phẩm gia đình á thì ít ai mà nghĩ tới là con trai bán. Nhưng mà bữa giờ Ly thấy bên Econova trai rất giỏi, trai rất giỏi luôn nha cả nhà, và điển hình là một bạn mà Ly đang mời, chuẩn bị mời lên đây, đó là bạn Nguyễn Đông. À, xin mời Nguyễn Đông nhé, bạn sẽ chia sẻ về cái cách bạn trải nghiệm, không biết là bạn trải nghiệm hay là mua về cho gia đình trải nghiệm rồi bạn đi chia sẻ, thì cả nhà mình hãy giúp Ly là đón chào Nguyễn Đông bằng những cái tràng pháo tim pháo hoa rực rỡ thêm một lần nữa được không cả nhà? Cả nhà mình hãy cứ tiếp tục tương tác trên khung chat thì cả nhà mình sẽ không buồn ngủ đâu ạ. À, rồi ok, Ly cảm ơn và Ly mời bạn Nguyễn Đông. Vâng ạ. Em xin cảm ơn PDP Phú Thái và cảm ơn chia sẻ của chị Thảo Uyên, và cảm ơn MC rất xinh đẹp. Nhưng hai chị ngày xưa hình như là đáng nhẽ là không phải làm MC đâu. Hai chị ngày xưa phải là làm hoa hậu hay người mẫu nhỉ. Đã đẹp đã xinh gái còn nói hay đúng không ạ? Bởi vì sao ngày xưa thì em thấy là có nữ công gia chánh đúng không? Bây giờ nam chúng em cũng có vào bếp, chúng em cũng có rửa bát, thì bây giờ có nam công gia chánh là bình đẳng rồi. Thì em vừa trải nghiệm, em vừa để gia đình trải nghiệm. Mọi người có ai bị tay mà sử dụng nước rửa chén bình thường bị đổ vụn li ti ở các cái ngón tay giống như kiểu của em không ạ?
ngày trước cái thời điểm mà em đi lính ấy, một ngày em sẽ rửa rất nhiều bát và em sử dụng cái nước rửa chén bình thường ấy, thì nó sẽ giúp nó sẽ bị mình bị lên tất cả rất nhiều cái mụn li ti ở trên cái các kẽ ngón tay này, thì khiến mình rất khó chịu và mình ngứa, và mình lúc nào mình cũng phải trong cái tình trạng là mình phải đi bao tay mình rửa bát. Sau rồi thì em vào The Ruby thì em có cơ duyên là em có kinh nghiệm rửa bát lên 12 năm rồi. 12 năm là từ năm lớp 1 đến thời điểm hiện tại em có kinh nghiệm rửa bát. Thì mỗi lần mà em rửa bát em phải đeo găng tay. Khi mà em biết đến PDP Phú Thái thì tất cả đều là thảo mộc, tất cả đều là tự nhiên. Thì em khi mà em sử dụng thì em còn sử dụng thay cho cả nước rửa tay luôn ạ. Và sao mình vị nó thơm vì nó ngọt, em bảo là nó giống như kiểu là một cái thức uống của một cái quán quán nước uống nào đó, em thấy thơm mà lúc nào em cũng xoa xoa rửa tay bằng cái đó và nó rất chi là nhanh sạch. Ở đây có anh chị nào ở miền Bắc không ạ? Mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác là khi về mùa đông ấy, mình giặt quần áo mà phơi quần áo 3 4 ngày nó không khô được. Mình sử dụng giống như là mình sử dụng nước giặt bình thường ấy, thì nó sẽ bị mùi hôi đúng không? Kể cả mọi người cho nước giặt đúng không? Nó sẽ bị mùi rất hôi. Nhưng khi mà mẹ em sử dụng sản phẩm này, và mẹ em bảo là mình phơi ra mấy hôm nhưng mà nó sẽ vẫn không bị cái mùi mùi khó chịu của những cái mà nước giặt cũ. Dạ vâng ạ. Phần chia sẻ của em đến đây là hết ạ. Em xin cảm ơn PDP Phú Thái. Cảm ơn em xin nghe. Cảm ơn em Đông nhé. Chia sẻ rất là ngắn gọn và xúc tích đúng không cả nhà, cũng là qua một cái quá trình đó là bạn trải nghiệm, bạn cảm nhận được rất là rõ, rất là sâu sắc với những cái sản phẩm mà thuần chay, thuần thiên nhiên, kiểu như là không có hại cho da tay, và đặc biệt là không hại da tay thì môi trường của mình cũng sẽ được bảo vệ. Do đó rằng là khi mà mình sử dụng sản phẩm như vậy cũng là một cái cách mình yêu thương và bảo vệ môi trường nữa. Cảm ơn em một lần nữa và chúc cho chị Thảo Yên cũng như là bạn Đông Nguyễn sẽ có nhiều sức khỏe hơn, cũng như là trong cái quá trình mình kinh doanh và đi với lai hàng Econova thật là phát triển và chia sẻ được nhiều hơn nhé. Và để tiếp tục chương trình chiều ngày hôm trưa ngày hôm nay, với một cái sự gọi là đỉnh điểm của buổi trưa này và cái sự mong chờ rất là nhiều, đó là mình sẽ đến với mentor 6 sao. Và mentor 6 sao mà lúc nãy đi nói là giống như là quyền lực với cả nhà, mentor quyền lực của Robbie, thì mình sẽ nhờ chị mentor 6 sao Giang Thi sẽ hỗ trợ giúp mình trong cái quá trình là mình chăm sóc khách hàng sau bán là như thế nào để cho mình luôn luôn có khách hàng tái tiêu dùng, cũng như là khách hàng sẽ giới thiệu khách hàng nhé. Và trước khi mà mentor 6 sao lên sóng, cả nhà mình giúp Ly một lần nữa là có thể là Ly có được thể nhìn được 39 cái comment được không cả nhà. Ly sẽ là người comment đầu tiên và 38 cái comment tiếp theo sẽ lên trên khung chat và luôn luôn làm cho Ly cảm thấy là cái phòng Zoom của mình nó nóng hơn được không ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Rồi cả nhà biết sao không, không phải là Ly comment đó là có hai cái lợi thế. Thứ nhất là lợi thế làm cho mình không buồn ngủ để mình tập trung, thứ hai là để cho mentor của mình sẽ dốc hết cái gọi là cái tâm tâm lực luôn cả nhà. Dạ rồi Ly mời, em xin mời chị Giang Thí ạ. Ok, xin cảm ơn Trúc Ly nhé. Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt ở phòng Zoom buổi trưa ngày hôm nay. Tôi xin phép là đi một chút được rồi. Buổi trưa ngày hôm nay chắc là có nhiều Zoom và ngày nghỉ nên là anh chị em vào hơi ít một chút. Thì cũng muốn là nhờ kênh thanh của các anh chị có thể gửi đường link về cho đồng đội của mình nhé, cho team của mình, mọi người có thể tham gia, bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề cũng rất là hay. Chúng ta có thể nói là để ra đơn được thì nó đã khó rồi, nhưng mà chăm sóc để có thể tái đơn được thì nó còn khó hơn, đúng không ạ? Cái chủ đề này hôm nay sẽ rất hay, cho nên là Thúy rất là mong muốn anh chị sẽ gửi đường link, ban tổ chức ekip sẽ nhắc mọi người vào Zoom một lần nữa, và các anh chị ở trong ekip của mình, ở trong team của mình có thể gửi về cho đồng đội của mình để tham gia nhé. Bởi vì nếu mà không tham gia cái buổi này thì cũng hơi tiếc một chút. Thì Thúy xin phép, không biết là các anh chị ở trong Zoom đã biết đến Giang Thúy chưa? Vừa rồi thì MC của chúng ta Trúc Ly vừa chia sẻ về Giang Thí một chút rồi. Thí xin được giới thiệu lại một chút là họ tên đầy đủ của Thí là Giang Thị Thí, và hiện tại thì Thí đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Thí cũng đã 19 năm công tác nhà nước rồi.
và tham gia Robby được 3 năm rưỡi, và hiện tại thì đang làm mentor 6 sao và cũng lên Zoom trên của nhà sư Phú Thái cũng cũng nhiều nhiều rồi. Nhưng mà chương trình buổi trưa và cái chương trình chuyên đề chăm sóc khách hàng sau bán để tái đơn thì đây là lần đầu tiên tham gia với BDB Phú Thái, và thì cũng rất là mong đây là cái sản phẩm mà hôm nay thì chúng ta sẽ chuyên về cái lô hàng là Econova. Đây là lô hàng mà tiêu dùng thiết yếu trong mỗi gia đình mà chúng ta có thể ra đơn được dễ dàng rồi, và sau đó thì upsell và có thể là chúng ta tái đơn nữa, là cái vấn đề mà nếu như khách hàng của chúng ta chỉ cần trung thành, khách hàng ra đơn rồi khách hàng lại tiếp tục lại ra đơn và dùng trung thành, trở thành khách hàng trung thành của chúng ta, là chúng ta sẽ có một cái thu nhập mà có thể nói là cái chi phí chúng ta bỏ ra rất là ít, bỏ ra rất ít nhưng mà chúng ta lại thu lại được rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Nếu như khách hàng của chúng ta chỉ là khách hàng, các anh chị nhớ này, khách hàng chỉ là khách hàng khi khách hàng có đơn bắt đầu từ đơn thứ hai. Còn nếu như đơn đầu tiên, anh chị nhé, đơn đầu tiên thì có thể là gì ạ? Khách hàng có thể là ủng hộ chúng ta, ví dụ như các anh chị khai trương, ví dụ như là các anh chị có mối quan hệ anh em họ hàng bạn bè đồng nghiệp gì đấy thì người ta có thể là ủng hộ, hoặc là người ta gì ạ? Người ta cũng thân quen thì người ta cũng ủng hộ, hoặc là các anh chị mời thì người ta sẽ nể người ta mua. Các anh chị nhá, ví dụ như đơn đầu tiên này như vậy, nhưng mà sau khi mà họ dùng rồi thì họ lại tái đơn nữa thì đó mới là khách của chúng ta, các anh chị nhé. Cho nên là đừng bao giờ các anh chị nghĩ rằng là gì ạ? Chúng ta bán được một đơn hàng là chúng ta gì ạ? Nghĩ là chúng ta bán được như vậy là tốt rồi, và sau đó các anh chị không có chăm sóc chu đáo cẩn thận và chúng ta lại đi tìm khách hàng khác để chúng ta chinh phục khách hàng khác, thì chúng ta lại vô tình là chúng ta quên mất cái diện tiềm năng khách hàng đã mua sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Thì khách hàng chỉ trở thành khách hàng khi mà khách hàng có từ đơn thứ hai trở lên, và chúng ta được học gì ạ? À, các bài học nền tảng rồi, đúng không ạ? 7 bước thành công rồi, chúng ta chỉ cần mỗi người có gì ạ? Có 20 khách hàng trung thành, đúng không ạ? 20 khách hàng trung thành là gì? Họ có thể là sẽ tái đơn, và khi mà họ dùng mà thích rồi, họ tin rồi, họ yêu sản phẩm Econova của chúng ta rồi, thì họ có thể là mua những sản phẩm khác mà các anh chị đang bán ở trên kệ đó. Chúng ta có thể upsell các cái sản phẩm khác được nữa. Thì đây là một nội dung mà tôi cho rằng đây là một nội dung hết sức quan trọng của một người đi bán hàng, của một người đi kinh doanh. Và chúng ta gì ạ? Chọn lựa đi kinh doanh cũng như là chúng ta xác định chiến lược của mình là gì ạ? Là phải tỷ lệ khách hàng tái đơn, anh chị nhá, tỷ lệ khách hàng phải tái đơn, và các anh chị phải ở đây nó liên quan đến một số vấn đề, ví dụ như là vấn đề về chất lượng sản phẩm. Như chất lượng sản phẩm của chúng ta thì rất là ok rồi, các anh chị đã học qua rất nhiều buổi tư chuyên sâu rồi, chúng ta thấy sản phẩm của chúng ta rất là tốt rồi, chất lượng rất là tốt, sản phẩm nhập khẩu đúng không ạ? Nhập khẩu và về đây là các anh chị thấy được được rất nhiều các anh chị khách hàng và đối tác của chúng ta feedback, có thể nói là có thể khẳng định được là cái chất lượng của chúng ta hoàn toàn yên tâm, và cái số lượng người có đơn nhá, số lượng người dùng nhá, và số sản phẩm bán ra của chúng ta là đang rất là cao, có thể là cao nhất ở trên trên sàn của Shopee. Như vậy đã khẳng định cho các anh chị là sản phẩm chất lượng rồi. Và cái yếu tố thứ hai đấy là yếu tố gì ạ? Yếu tố thứ hai đó là chất lượng dịch vụ, đúng không ạ? Chất lượng dịch vụ thì chúng ta phải xem là chúng ta là tại chất lượng sản phẩm thì ok rồi, thì còn chất lượng dịch vụ thì sao? Thì chất lượng dịch vụ thì là nó phụ thuộc vào các anh chị đấy ạ. Chất lượng dịch vụ là chính là phụ thuộc các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể là tái đơn được, làm thế nào mà để khách hàng mà trung thành với sản phẩm của chúng ta. Tiếng nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta tái đơn nó không khó một chút nào hết, nhưng mà ở đây rất nhiều các anh chị nhá, tiếng quan sát rất nhiều các anh chị ở đây, mặc dù là chúng ta đi kinh doanh và mặc dù là công việc ở đơn vị của chúng ta là cái công việc mà kinh doanh tự chủ, chúng ta đang làm chủ cái doanh nghiệp, chúng ta đang làm chủ cái sản phẩm của mình, nhưng mà chúng ta lại phụ thuộc vào các anh chị là không chịu đi học này, và nhiều các anh chị là mong làm thế nào để bán được hàng, nhưng mà không nghĩ rằng là muốn phát triển bền vững được là chúng ta phải là phải có khách hàng trung thành, và thậm chí khách hàng sẽ trở thành đại sứ thương hiệu để có thể giới thiệu rất nhiều khách hàng
cho chúng ta, thậm chí khách hàng đó sẽ trở thành đối tác cùng với chúng ta. Anh chị nên nhớ một cái điều như vậy. Thì phía xin phép được chia sẻ màn hình để chia sẻ với các anh chị cái nội dung ngày buổi trưa ngày hôm nay mà nó liên quan đến sản phẩm Ecova của chúng ta, cũng như là những sản phẩm khác anh chị có thể áp dụng với những sản phẩm khác ở trên trên kệ Shopee với những cái chiến lược của mình. Ở đây thì phía chia sẻ với anh chị là chiến lược kinh doanh bền vững là gì ạ? Các anh chị phải có khách hàng rồi nhưng mà phải có khách hàng trung thành. Còn nếu như cái anh chị chỉ đâu đó đi tìm kiếm mà khách hàng thôi, là anh chị mong là hôm nay các anh chị bán được một đơn, đúng không? Được 1 triệu hoặc là 2 triệu gì đấy, ví dụ như vậy, doanh số như vậy, thì các anh chị thấy đâu đó là mình đã lời được 300 hoặc là lời được 500, 700 gì đấy trong một ngày, các anh chị thấy vui, các anh chị thấy phấn khởi là mình đã có thu nhập trong ngày hôm đó. Nhưng mà các anh chị đã quên một cái điều là chúng ta phải chăm sóc khách sau bán. Sau bán rồi thì lát nữa thì sẽ chia sẻ cách là như thế nào để có thể chăm sóc hiệu quả được các anh chị nhé. Làm thế nào để có thể chăm sóc hiệu quả, các anh chị nhớ một cái nội dung là các anh chị ghi lại. Chiến lược kinh doanh bền vững là khách hàng của chúng ta sẽ phải trở thành khách hàng trung thành. Các anh chị có thể comment ở trên khung chat là các anh chị đã ra đơn các cái line hàng của Ecolova chưa. Bất kỳ một sản phẩm nào anh chị có thể comment ở trên khung chat để Giang Thúy có thể biết được mọi. Anh chị đã ra đơn được sản phẩm nào, các anh chị có thể nhắn ở trên khung chat, đúng không ạ? Đã ra đơn sản phẩm nào, các anh chị nhắn ở trên khung chat và bao nhiêu đơn, và đã có khách hàng trung thành chưa, có nghĩa là người người ta đã lên lên một đơn đầu rồi, sau đó lại lại tái đơn được. Ở đây chất lượng sản phẩm thì ok rồi, chất lượng sản phẩm vô cùng tuyệt vời rồi, nhưng mà người ta không tái đơn thì nó lý do tại sao, nó lý do ra tại sao, lát thì Thúy sẽ phân tích sâu về vấn đề. Nếu như đã trở thành khách hàng rồi thì nó sẽ có nhiều các cái nội dung, nhiều cái vấn đề mà chúng ta không phải vất vả quá nhiều nữa mà chúng ta vẫn có thể thành công được các anh chị nhé. Đó, ở đây thì có Trúc Ly là đã ra đơn rồi, và ở đây mỗi mình Trúc Ly ra đơn à, các anh chị có thể là comment đi ạ. Các anh chị buổi trưa là các anh chị phải comment một chút, là không các anh chị có thể là các anh chị sẽ buồn ngủ đấy ạ. Buổi trưa là sẽ buồn ngủ lắm, những thế thì bình thường thì đi đi làm đi làm hôm nay thì được nghỉ, và hôm nay đã lâu lắm rồi thì hôm nay ngày nghỉ, tiếng được ở nhà, còn lại thì mình cũng toàn đi sự kiện và nhiều việc nữa nên là hôm nay mới ở nhà. Nhưng mà buổi trưa thì thường mọi người là hay dậy hay hay buồn ngủ hoặc hay ngủ ngủ trưa một chút, nhưng mà hôm nay một cái buổi trưa thì nghĩ rằng là một cái buổi rất xứng đáng để các anh chị học nhé. Và số lượng người ở đây các anh chị là ra đơn chưa, các anh chị đã tái đơn chưa, các anh chị có thể comment nhé để biết được là các anh chị còn đang vướng ở chỗ nào, đúng không ạ? Chúng ta phải đang chiến lược kinh doanh là phải có khách hàng trung thành, có nghĩa là người ta phải mua lại, còn nếu không mua lại thì các anh chị xem lại là cái vấn đề chất lượng sản phẩm đi rồi, hoặc là hai là chất lượng dịch vụ. Còn nếu như chất lượng dịch vụ của các anh chị nhá, ở đây thì có thể có một số anh chị cũng cũng có suy nghĩ này, ở đây sản phẩm của chúng ta mà so với lại OMO, ví dụ như những cái sản phẩm là ở bên ngoài mà các anh chị đang thấy là tiêu dùng thông thường ấy, một số các cái sản phẩm khác ấy thì là chúng ta thấy là cái giá nó cao hơn một chút xíu, đúng không? Một chút xíu thôi, nhưng mà khi mà chúng ta chất lượng dịch vụ chăm sóc và họ hiểu được cái giá trị của sản phẩm rồi thì mọi các yếu tố về giá chúng ta sẽ bị đánh đại, đánh đại đánh 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 bật hết hết mà khách hàng người ta không không quan tâm về giá nữa rồi chị. Khi mà chúng ta cái chất lượng chăm sóc khách hàng của chúng ta rất quan trọng, thì cái đó là cái chất lượng chăm sóc khách hàng để chúng ta có khách hàng trung thành, và chúng ta có khách hàng trung thành giới thiệu khách hàng cho chúng ta, và có thể khách hàng trung thành sẽ trở thành đối tác của chúng ta và cùng đi kinh doanh cùng với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm của chúng ta là sản phẩm Ecolova, là những sản phẩm mà tôi nghĩ rằng là ở nhà nào cũng dùng, người nào cũng dùng, không có nhà nào là không có nhu cầu dùng ạ. Có ai có việc có ai có cần phải rửa bát không ạ? Có nhà nào không rửa bát không ạ? Có nhà nào không việc lau nhà, lau sàn không? Có nhà nào không giặt không ạ? Đúng không ạ? Có nhà nào mà không cần vả nước tẩy vệ sinh không ạ? Và chúng ta có rất nhiều điểm USP của sản phẩm để có thể đánh bật được những cái sản phẩm khác. Nhưng mà khi mà các anh chị đã đánh bật được, khi để cho người ta đã có một cái đơn đầu tiên rồi, là cơ hội nhé các anh chị nhé, là cơ hội để chúng ta gì ạ, để chúng ta khi mà đã chạm được rồi thì là cơ hội để chúng ta chăm sóc họ. Và ở đấy cái yếu tố chăm sóc là vô cùng quan trọng, yếu tố chăm sóc vô cùng quan trọng. Thứ nhất tất cả các anh chị như vậy nhé. Và Thúy xin chia sẻ một chút là
chăm sóc khách hàng thành công thì quyết định là 90% là chủ quan và chỉ có 10% ở chữ hao thôi. Nó liên quan đến về quan điểm của chúng ta đấy. À, còn việc là chăm sóc khách hàng như nào nó chỉ kỹ năng thôi, nó chỉ là kỹ năng thôi. Còn nhưng mà các anh chị phải xác định được là gì, tại sao mà chúng ta lại phải chăm sóc khách hàng. Thì Thiếp vừa chia sẻ rồi, các anh chị muốn kinh doanh bền vững được và các anh chị muốn việc có thu nhập đều được và các anh chị muốn phát triển đội nhóm được, các anh chị muốn cái kinh doanh của chúng ta sẽ phát triển ở đây một cách bền vững và phát triển có thể là lên sao lên số, và có thể là lên lên mentor 1 sao 2 sao 3 sao, nên 1 sao 3 sao đến gì đến 6 sao 9 sao 12 sao, ví dụ như vậy các anh chị nhé. Thì chúng ta phải xác định là chữ why, tại sao mà chúng ta phải chăm sóc khách hàng. Ở đây chăm sóc khách hàng nó còn gì ạ, còn có thể là áp dụng trong việc các cái sản phẩm khác cũng như là cái việc mà chúng ta gì khi mà có đồng đội nữa các anh chị nhé. Thì chúng ta phải phải có quy trình ngay từ đầu, chứ ở đây thì thường là chúng ta gì không có thực hiện cái quy trình ngay từ đầu mà chúng ta gì chúng ta cứ nghĩ là có khách hàng rồi đúng không, có khách hàng rồi thì bao giờ khách hàng hết thì chúng ta lại hỏi các chị ở đây có một cái suy nghĩ như thế nào khi mà chúng ta có một quy trình để chúng ta chăm sóc khách hàng đúng không ạ. Cái why đến nó rất quan trọng đúng không ạ, 90% đấy ạ. Khi mà chúng ta đã xác định được là cái yếu tố hoặc cái chăm sóc khách hàng là cái yếu tố quan trọng, chứ anh chị đừng nghĩ rằng sản phẩm thì tốt rồi và bây giờ mình đã có hình ảnh, có video, có bài viết, các content, các tài liệu mà nhà BDB hỗ trợ cho chúng ta rồi, chúng ta có thể gửi, chúng ta có thể đăng, chúng ta có thể chia sẻ cho khách hàng. Khi người ta đã gì ạ, người ta đã đồng ý, người ta đã mua rồi thì khách hàng chúng ta chờ, ví dụ như là cái sản phẩm đấy 1 tháng hay 3 tháng khi mà người ta chuẩn bị tái đơn thì lúc đấy chúng ta mới chăm sóc thì nó không có đúng anh chị nhé. Quy trình của chúng ta là phải khác cái chị hết rồi đúng không ạ. Chúng ta phải chọn lựa những cái sản phẩm mà ở đây là cái sản phẩm là tiêu dùng thiết yếu của Ecolova của chúng ta là nhà nào cũng cần rồi. Và Thi nghĩ rằng là tất cả các đối tác của viện, tất cả các đối tác của Ropi là đều phải coi đây là sản phẩm vẽ anh chị nhé, sản phẩm vẽ, và trước hết là đối với viện có thể là trở thành những sản phẩm chiến lược của mình nữa, đối với gia đình nhà mình các anh chị là cũng rất là cần luôn. Và ở đây chúng ta đã được nghe chia sẻ về hôm nay, nó không phải chủ đề về chia sẻ về về sản phẩm mà chủ đề hôm nay là chúng ta về cái quan điểm về cái kỹ năng để chúng ta chăm sóc khách hàng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ được rằng là chúng ta phải hiểu về sản phẩm đúng không ạ, chúng ta phải lựa chọn sản phẩm, hiểu về sản phẩm và cái tệp khách hàng của chúng ta. Tệp khách hàng thì ở đây thì đối với chúng ta chỉ vẽ chân dung khách hàng thôi, còn lại là gì ạ, khách hàng của chúng ta là nhà nào cũng cần hết, nhà nào cũng có thể ra đơn được anh chị ạ, nhà nào cũng có thể ra đơn được. Quan trọng là chúng ta vẽ chân dung của khách hàng đó để làm sao mà nó sát nhất mà các anh chị có thể chia sẻ để họ họ thấy được là cái giá trị sản phẩm của chúng ta sẽ lớn hơn giá thành các chị nhé, và họ thấy được là chúng ta là người đã có trải nghiệm và chúng ta họ tin tưởng ở chúng ta và họ chỉ tin chính con người của chúng ta, bởi vì họ đã đâu đã biết sản phẩm đâu đúng không, họ trước hết họ tin chính con người của chúng ta. Nên là cái yếu tố mà chăm sóc khách hàng là cái yếu tố quyết định. Ở đây chúng ta có thể là tận dụng từ từ công ty là về công nghệ, thế rồi các cái tài liệu của công ty sẽ hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều rồi, nhưng mà những thứ đó nó không thay đổi được là yếu tố là con người với con người, con người với con người, là dù xã hội có phát triển đến đâu thì cái yếu tố ở đây là chúng ta là sản phẩm tư vấn mà, và là sản phẩm tư vấn cũng như là sản phẩm mà ngoài cái yếu tố về chất lượng, ngoài các yếu tố khác rồi thì khách hàng của chúng ta phải thấy chạm đúng không, thấy một cái điểm chạm đó là gì, đó là chúng ta gì ạ, họ phải thấy được cái giá trị của các anh chị đúng không ạ. Trước hết là chúng ta phải xây dựng cái cá nhân của mình, thế sau đấy là gì ạ, chúng ta đã xác định đi kinh doanh sản phẩm này thì các anh chị phải gì ạ, có trải nghiệm về sản phẩm. Khi chúng ta lựa chọn rồi, chúng ta có trải nghiệm và chúng ta tiếp cận, chúng ta lên danh sách khách hàng đúng không ạ, chúng ta vẽ chân dung khách hàng, tiếp cận khách hàng gì ạ, chia sẻ đúng không ạ, chia sẻ, và sau đấy thì chúng ta dần dần rồi chúng ta sẽ có thể chốt đơn được, và việc có cái khâu là chăm sóc khách hàng sau bán. Thì đây là cái buổi thứ sáu mà chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng sau bán đây chị nhé, chăm sóc khách hàng sau bán đấy. Thì chúng ta phải có một cái quy trình ngay từ đầu các anh chị nhé, ngay từ đầu, bởi vì nếu không xác định các anh chị chỉ cần mau mau chóng chóng để bán được hàng. Rất nhiều các anh chị là không có học sản phẩm, khi mà hỏi bất
tùy một cái nội dung gì, hoặc là khách hàng có cái thắc mắc gì thì các anh chị nói là à để đợi em một chút hay là gì, các anh chị lúc đấy các anh chị mới lại là hỏi diện, hỏi trong nhóm, rồi các anh chị hỏi trong trong các nhà BBB để các anh chị trả lời khách như vậy. Thì cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải là người rất hiểu về sản phẩm, đặc biệt là điểm ưu đi sản phẩm để chúng ta chia sẻ với khách hàng, và không chỉ là chúng ta chinh phục được khách hàng ra đơn được rồi, và chúng ta còn có cái lộ trình để chăm sóc khách hàng, và khi chúng ta đã có rồi đấy là cái cơ hội để chúng ta có khách hàng trung thành cái gì nhất. Và chúng ta phải xác định là gì ạ, chúng ta gì ạ, chúng ta bán một, trước hết là nó sẽ chọn một sản phẩm vẽ cho khách hàng và chúng ta chăm sóc đúng không ạ, chăm sóc khách hàng thật tốt, và trong đấy chúng ta sẽ là cái quy trình của chúng ta sẽ là upsell, rồi có thể là các cái sản phẩm của nhà Phú Thái đúng không ạ, các cái sản phẩm của nhà Phú Thái từ từ không chỉ là sản phẩm Ecolova, từ nước nước giặt rồi nước nhà vệ sinh, nước rửa chén đấy, không chỉ là như vậy đấy chị nhé, mà chúng ta còn có dầu gội đúng không ạ, bây giờ chúng ta còn có sữa tắm đúng không ạ, dầu gội sữa tắm rồi dầu phủ bạc rồi sản phẩm chăm sóc về sức khỏe, nội tiết tố cho phụ nữ, nó có rất nhiều để chúng ta có thể upsell từ một sản phẩm, ví dụ như một cái chai nước rửa chén thôi, thì sau đấy đây chị sẽ chăm sóc khách hàng và chúng ta sẽ hỏi han và chúng ta sẽ hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ cho họ, thì họ sẽ cảm nhận ồ cái sự khác biệt với những cái sản phẩm khác ở cùng loại. Và ở đây thì chúng ta cũng phải hiểu là ví dụ như là sản phẩm bên ngoài kia người ta mua có thể rẻ hơn, nhưng ở đây thì chúng ta cái giá thành thì nó cao hơn ở bên ngoài kia, nhưng cái giá trị thì nó rất lớn, và ở đây chúng ta lại còn phải phải hiểu là chúng ta chia sẻ và hướng dẫn cho khách là pha cái tỷ lệ gì ạ, 1:1 hay là 2:1 đấy, thì nó khi mà tính tính ra cái bài toán về sức khỏe, tính ra cái bài toán về kinh tế thì nó vẫn tiết kiệm hơn, nó vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều các sản phẩm bên ngoài kia. Thế nhưng mà nếu như chúng ta không hiểu đúng không ạ, chúng ta chỉ biết là chúng ta quảng cáo một cái chai nước rửa chén này thôi, chúng ta bán cho họ xong rồi sau đó thì chúng ta lại chờ một thời gian chúng ta mới mới hỏi thăm xem là họ có cần mua nữa không, thì có thể là họ sẽ không biết, họ không biết kỹ thuật, họ không biết rửa, họ có rửa như cái những nước rửa chén thông thường kia thôi, thì lúc đó là có thể là nó hao nó tốn, thì người ta thấy nó đắt ví dụ như vậy chẳng hạn, thì chúng ta phải để hỗ trợ là cho ngay từ đầu, và sau đó thì chúng ta có thể là sẽ bán được rất nhiều sản phẩm cho một khách hàng cái chị nhất đó. Và khách hàng trung thành, chúng ta sẽ tạo ra khách hàng trung thành có thể là đại sứ thương hiệu cho cái sản phẩm của mình, và cái hình ảnh thông tin sản các cái phản hồi của khách hàng ấy, khi mà họ có rồi đấy là những cái feedback và là cái điều kiện là có thể chúng ta là bán được thêm cho rất nhiều khách hàng nữa. Và ở đây ví dụ như thế đã có rất nhiều và khách hàng trung thành cái chị nhé, từ những sản phẩm đầu tiên khi mà mình bắt đầu bán kinh doanh, mình bắt đầu bán hàng, chia sẻ và nói thật với tất cả các anh chị nhé, ở trong trong Zoom này của chúng ta là có những khách hàng họ từ chối ngay từ đầu khi mà mình nói về đầu tiên là mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm, có những người là khi mà mình nói về giá họ hỏi giá ngay là mình không có được chia sẻ về giá ngay đúng không ạ, nhưng mình phải chia sẻ về giá trị sản phẩm trước, những cái điểm USP của sản phẩm trước, và trong cái câu chuyện đấy mà chúng ta đã học về cái bán hàng đường thẳng rồi, hôm nay thì nó không phải chủ đề là chúng ta sẽ bán hàng, mà ở đây để thấy được có những khách hàng mà ngay từ đầu họ đã ác cảm với mình, ý là họ đã ác cảm về cái giá đấy và họ nghĩ là không bao giờ họ mua, nhưng mà trong quá trình chia sẻ, qua trong quá trình chăm sóc nhé, thì Thía đã thuyết phục được để họ mua, và họ mua rồi, và sau đấy thì bây giờ là gần như là những cái sản phẩm gì là có ở trên kệ mà họ cần là họ mua bệnh viện, họ cần họ mua và họ không phải có đến yếu tố về giá nữa. Ví dụ chị họ hỏi là trong trong kệ đấy có thì có cái sản phẩm này sản phẩm kia không, có thể để lên đơn cho chị, đến là họ không phải tính về 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 giá nữa, thì để cho các anh chị thấy được là chúng ta đã chăm sóc khách hàng đến mức là gì ạ, là để khách hàng họ rất thích như vậy, ví dụ như làm cái sản phẩm về về nước rửa rửa bồn cầu đi, cái sản phẩm nước bồn cầu là cái sản phẩm mà phía mê lắm, và phía thực sự là gặp mọi người phía vẫn kể, và trong đội nhóm mình thì kể rằng là chưa bao giờ mà thấy có một cái nước rửa bồn cầu lại sạch và nó thơm như vậy và an toàn như vậy. Trước kia nói thật mình chia sẻ với mọi người là mình cứ mua những cái nước rửa bồn cầu mà lúc về là phải đeo khẩu trang này, và lúc mà cái xịt xịt vào đấy và phải đậy nắp cái bồn cầu lại nhé, thế sau đấy là đóng cửa nhà vệ sinh lại, mình cứ xịt xịt như vậy xong mình phải chạy ra ngoài, mình đeo khẩu trang rồi nhưng phải chạy ra ngoài, và sau một thời gian thì mình mới điện mới 5 20 phút bắt đầu nó bay bớt mùi đi, thì xong bắt đầu mình mới vào mình đánh cọ các thứ, và
nếu như mà không đeo găng tay á, không đeo găng tay găng chân thì nó hoặc là đi dép vào nó sẽ bị ăn tay nha chị nhá. Nó sợ kinh khủng, và cái mùi đó mình nhức đến tận óc, mặc dù đã đeo khẩu trang rồi nhưng mà sợ vô cùng, và cứ nghĩ rằng nếu mà cái như thế này thì nó bị ung thư mất, và mình cứ hít cái khí đi vào, và đâu đó là mình ở trong nhà mình thì nó bay đi đâu đó thôi đấy, thì đấy là nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta thấy được cái sản phẩm ví dụ như nước rửa bồn cầu Ecolova của chúng ta là vô cùng tích bung sạch đúng không ạ, sạch lắm và thơm lắm, mà thơm nó rất thơm sang trọng, và chúng ta hoàn toàn nó rất là an toàn. Và khi dùng thì lúc mà bắt đầu test là Thúy có thể đưa lên tay mình, có là rửa tay rồi xoa vào tay, cái da tay này là cái da mà nó rất là nhạy cảm, nhưng mà mình sao sao ở đấy nó cũng không không có một cái vấn đề gì cả. Còn những cái kia là chỉ cần cần bắn một tí hay gì vào đấy là nó sót, là nó khó chịu vô cùng. Thì đấy là những cái mà mình có thể là để chinh phục được khách hàng mua hàng rồi nhé. Và sau khi mà họ dùng rồi là họ nghiện, họ dùng rồi họ nghiện và họ sẽ tái đơn các chị nhé, họ sẽ tái đơn và họ sẽ trung thành với cái sản phẩm đấy. Thì cam kết với các chị là cái sản phẩm, hoặc sản phẩm nước giặt của chúng ta, khi mà chúng ta giặt mà chúng ta chưa kịp phơi ngay đúng không ạ, thì nó cũng không bị hôi các chị nhé, nó không bị hôi và cái mùi thơm thì nó rất là sang đấy. Và cái nước rửa chén của chúng ta cũng vậy, nước rửa chén thì ở đây sẽ miền Bắc là sẽ rất nhiều. Vừa rồi thì bạn bạn Đông Nguyễn bạn chia sẻ miền Bắc rất nhiều người bị viêm da cơ địa, mà nhiều người dị ứng với cái nước rửa chén. Và khi mà nước rửa chén là dùng mà những cái nước rửa chén hóa chất ấy, là bị bong tróc da này, hoặc là bị mụn li ti này, rất rất nhiều người bị luôn, rất nhiều người, có những người là thậm chí là một là mùa nào họ cũng phải đeo găng tay, hoặc là hai nữa là thậm chí có người là không dám dùng luôn, không dám rửa bát luôn. Thì đấy thì đây là sản phẩm của chúng ta có thể là cạnh tranh được nhé, và nhà nào cũng có thể dùng được cái chuyện nhà nào cũng, và chúng ta pha cái tỷ lệ ví dụ như là một một hoặc 2:1, là chúng ta pha tỷ lệ nó rửa rất là sạch và nó sáng bóng và bóng, sáng bóng và sạch kim kít ấy. Cho nên là đấy là những cái câu chuyện, và khi mà chúng ta hiểu về sản phẩm rồi anh chị ạ, khi mà chúng ta hiểu về sản phẩm rồi, chúng ta yêu sản phẩm rồi, chúng ta chia sẻ về sản phẩm đó, thì khách hàng của chúng ta họ sẽ cảm nhận được, họ sẽ cảm nhận được, và khi mà họ dùng họ sẽ tự cảm nhận và họ sẽ yêu. Và chúng ta chỉ cần những cái sản phẩm này thôi, kết trở thành khách hàng trung thành, và các anh chị sẽ có việc có những khách hàng trung thành, 20 khách hàng trung thành rồi, các anh chị sẽ bán các cái sản phẩm khác nữa, thì các anh chị đã việc là có cái thu nhập rất là tốt rồi, và các anh chị sẽ nhân lên, cao bảng lên, mở cái kênh phân phối của mình để cho mỗi người cũng có 20 cái khách hàng trung thành. Và các anh chị chỉ cần 20 người làm nghiêm túc với anh chị thôi, 20 đối tác làm nghiêm túc với anh chị thôi, và nhân bảng như vậy, cứ nhân bảng như vậy thì các anh chị đã có thể trở thành M20 rồi các anh chị nhé, có thể trở thành M20 rồi, nó không quá khó các anh chị nhé. Thì ở đấy để các anh chị thấy được là cái sự là cái việc là chăm sóc được có khách hàng trung thành nhé. Và cái thứ tư nữa là chi phí kinh doanh của chúng ta rất thấp, bởi vì chi phí mà khách hàng đầu tiên các anh chị, nếu mà khách hàng nào các anh chị đúng không ạ, các anh chị làm quen, các anh chị thậm chí là nói rồi điện thoại rồi nhắn tin, nó sẽ mất nhiều thời gian này. Và thứ hai nữa là nếu để ra cái khách hàng đầu tiên thì chúng ta phải chi phí rất nhiều thứ đúng không ạ, rất nhiều thứ để có thể ra được với khách hàng đầu tiên như vậy, chăm sóc rồi thậm chí là uống cà phê chia sẻ rất là nhiều lần, gặp đi gặp lại rồi cuối cùng mới có thể chốt được đơn đúng không ạ. Nhưng mà đối với khách hàng của chúng ta đã là khách hàng rồi thì để họ trở thành khách hàng trung thành thì chúng ta sẽ có cái chi phí để ra đơn nó rất thấp, nó rất thấp. Cho nên là đây là chúng ta phải hiểu về quan niệm như vậy thì chúng ta mới có thể là làm mạnh được và chúng ta mới làm hiệu quả được. Còn ở đây nếu như ai kinh doanh và ai chọn sản phẩm nhà Ecolova, nhà Thu Thái sản phẩm Ecolova rồi là rất là đúng là trúng rồi, nhưng mà chúng ta không học tập nghiêm túc và chúng ta không hiểu về sản phẩm và chúng ta không có những trải nghiệm cho chính bản thân mình, và khách hàng khó tính là khách hàng là chính chúng ta, nếu khách hàng chúng ta không thuyết phục được chính bản thân chúng ta thì không bao giờ các anh chị thành công được, không bao giờ các anh chị có thể là nói rằng các anh chị thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu chuyện là trải nghiệm của chính mình, cái câu chuyện của chính mình bao giờ cũng là cái câu chuyện mà sinh động nhất, các anh chị là sinh động nhất và thuyết phục nhất là chính cái câu chuyện của chính mình. Các chị cứ nghĩ là xem ở nhà chúng ta chỉ có một em bé thôi, ví dụ như các cái hành động cử chỉ của em bé nó như thế nào mà chúng ta rất yêu, rất mến nó, rất thích nó, thì các anh chị đi đâu các anh chị cũng kể về nó đúng không ạ, thì cái sản phẩm của chúng ta cũng vậy đúng không ạ. Khi mà chúng ta đã rất yêu rất thích rồi thì đi đâu tự khắc các anh chị không cần phải hỏi là làm thế nào để chia sẻ cho họ được nữa, bởi vì nó đã ở trong trong trái tim chúng ta rồi, chúng ta sẽ biết cách là chúng ta sẽ chia sẻ với họ như thế nào đúng không ạ, sẽ biết cách chia sẻ với họ như thế nào.
và đưa doanh nghiệp của bạn đứng ngoài lề về khái niệm về cạnh tranh về giá đấy. Thế vừa chia sẻ rồi các anh chị nhé, có nghĩa là chúng ta đã có khách hàng trung thành rồi, là họ đâu cần phải nó hỏi về giá nữa đúng không ạ? Giá là chỉ ban đầu thôi, khi mà chúng ta chinh phục được rồi và họ thấy sản phẩm tốt rồi thì họ nói là tiền nào của đấy đúng không ạ? Tiền nào của đấy. Và không bao giờ, và chúng ta phải nhớ một câu là gì, không bao giờ có rẻ ngon bổ rẻ cả đúng không ạ? Giá ngon thì không bao giờ rẻ được, bổ không bao giờ rẻ được. Ở đây nói cái gì, giá trị của nó mới là cái quan trọng đấy chị nhá. Cái giá trị mà chúng ta phải cần phải gì, phải tập trung và chúng ta phải học tập. Và ở đây thì khi mà cái chị đã khó có khách hàng trung thành rồi thì người ta sẽ không, chúng ta không phải lo về giá nữa. Thì đấy là những cái mà câu chuyện mà rất nhiều người thành công chia sẻ với chị. Và Thúy là cái người Thúy chia sẻ với anh chị là bây giờ là Thúy làm mentor thì cũng khá nhiều cái việc mà chăm sóc đội nhóm của mình. Nhưng mà trước khi mà có thể phát triển được thì phía cũng như tờ giấy trắng, như tất cả các anh chị đang ngồi ở đây, như anh chị có người thì có đơn rồi, có người thì chưa có đơn, nhưng mà phía cũng là như vậy. Phía lúc đầu tiên vào đây phía cũng không biết được là mình có thành công hay không và mình có bán được hàng hay không. Nhưng mà lúc đầu phía tin rằng ở đây có sản phẩm tốt, ở đây có cái công nghệ mọi người hỗ trợ và mình có thể làm bán thời gian được, và ở đây thì mình có thể dùng các sản phẩm cho gia đình nhà mình để mình yên tâm, không phải lo về 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 chất lượng và cái yếu tố chất lượng. Mà khi mà xã hội càng phát triển các chị nhé, xã hội càng phát triển, kinh tế càng phát triển và con người càng phát triển thì cái yêu cầu, cái nhu cầu được sử dụng sản phẩm chất lượng bảo vệ sức khỏe và thuần chay thuần thiên nhiên sẽ được quan tâm và ưu tiên, và sản phẩm chất lượng nữa. Và trên sàn thương mại điện tử của chúng ta thì vừa mới có cái hội nghị của Đông Nam Á là Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á về sàn thương mại điện tử. Có nghĩa là cái kinh doanh, công việc kinh doanh của chúng ta là rất hợp rồi, rất phù hợp rồi, chúng ta đứng số 1 của Đông Nam Á các chị nhé. 44 người 44 triệu người là thường xuyên là mua sắm ở trên trên mạng xã hội rồi, ở trên sàn thương mại điện tử rồi. Như vậy là chúng ta thấy là rất đúng rồi. Cho nên là chúng ta phải xác định là chúng ta phải chọn cho mình cái cách ra. Và Thúy xin phân tích ở đây thì nó cũng không có nhiều thời gian, bởi vì cái timeline thì ngắn mà cái nội dung mình chia sẻ thì rất là muốn chia sẻ rất là dài với các anh chị nhé. Cái lý do để khách hàng rời bỏ bỏ chúng ta đấy, rời bỏ chúng ta đấy, đấy là gì, là gì ở đây cái yếu tố mà ví dụ như khách hàng qua đời thì nó chiếm 1%, và khách hàng chuyển đến địa điểm sinh sống và làm việc khác thì có thể là chiếm 3% thôi, và người thân hay là bạn bè thuyết phục thì đâu đó là cũng khoảng 5%, và các đối thủ cạnh tranh lôi kéo khoảng 9%, và cảm thấy thất vọng với sản phẩm dịch vụ khoảng 14%, và thái độ lãnh đạm thờ ơ của nhân viên trong công ty. Có nghĩa là chúng ta đấy ạ, chúng ta cứ xác định đây là gì, đây là chúng là già chúng ta đấy, là chúng ta đang gì đang đang chăm sóc khách hàng đấy, thì chính cái thái độ của chúng ta, cái sự thờ ơ trong cái việc chăm sóc khách hàng của chúng ta, nó sẽ quyết định gì ạ, nó sẽ quyết định đến 68%. Đây là cái số liệu đã nghiên cứu quý chị nhé, nó không phải là số liệu tự Thúy nghĩ ra, mà đây là cái số liệu thì nghiên cứu để Thúy đưa ra minh chứng cho các anh chị thấy được là đây là những cái số liệu để các anh chị thấy được là việc tái đơn hay không, khách hàng có trở thành khách hàng trung thành của mình hay không, là việc là do chúng ta, nó chiếm đến 68%, nó 68%, và chúng ta hãy quay lại vào bản thân của mình và chúng ta phải tiếp tục là sẽ nâng cao cái giá trị của bản thân mình và để chúng ta có thể là thành công được và chúng ta có khách hàng trung thành được. Thì đây là cái số liệu để chia sẻ với anh chị, là những cái số liệu mà đã được nghiên cứu chứ không phải là không phải là từ phía tự nghĩ ra, và có ba cái quan niệm đúng. Thì ở đây các anh chị đã đi học rồi, đã đi học rất nhiều buổi Zoom rồi thì nhắc lại thôi, cái quan niệm đúng của chúng ta bạn, cái quan niệm đúng thì nó có ba cái quan niệm mà để các anh chị phải phải nâng lên nhé. Một là điểm 10 về sản phẩm, điểm 10 sản phẩm thì ở đây sản phẩm của chúng ta rất là tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải chúng ta phải học và chúng ta phải hiểu về sản phẩm của chúng ta đúng không? Bộ sản phẩm Econova của chúng ta là rất cần thiết, và nhà nào không có nhà nào là gì là không dùng cả, nhà nào cũng có nhu cầu dùng cả. Chỉ cần các anh chị được quan tâm đến thực sự là sản phẩm của chúng ta, những cái yếu tố về về công dụng thành phần rồi các cái điểm về pháp lý thì chúng ta không phải lo nữa rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều USP của sản phẩm này nó sẽ khác với các cái điểm sản phẩm khác ở trên thị trường để chúng ta chăm sóc nhé các anh chị nhé. Các chị đã cái buổi hôm nay là cái buổi mà chăm sóc sau bán rồi, nó không phải là cái để chia sẻ cho các anh chị là từ khi để chúng ta sẽ thuyết phục được khách hàng mua nữa, mà khi mà họ họ đã dùng rồi thì chúng ta
chúng ta phải chia sẻ về thêm về sản phẩm để họ hiểu, để họ sẽ hiểu hơn. Và chúng ta trước hết là chúng ta phải hiểu đã, chúng ta hiểu về sản phẩm là chúng ta gì, về sản phẩm là chúng ta phải phải rất là hiểu và chúng ta có cái trải nghiệm về sản phẩm nữa, đúng không ạ? Để mời về công ty, đúng không ạ? Để mời công ty thì công ty đã gì, là công ty mà có thể nói là anh Xuân Thắng, anh ấy đã nghiên cứu, đúng không ạ? Đã nghiên cứu và phải test rất kỹ trước khi đưa sản phẩm của lên kệ lên chị nhé, và qua rất nhiều cái vòng kiểm duyệt rồi. Và công ty cũng công ty Ropi của chúng ta cũng đã định hướng và cũng đã gì, cũng đang thấy đây là một cái kệ khách hàng mà có thể tiềm năng rất lớn, bởi vì chúng ta gì, Việt Nam của chúng ta là 100 triệu dân và có 27 triệu hộ gia đình, và chúng ta mới chỉ tiếp cận đến số lượng rất rất nhỏ thôi các anh chị ạ. Cái doanh thu về cái sản phẩm đã hạ, sản phẩm tiêu dùng này nó đang còn rất rất nhỏ thôi, đấy, đang còn rất nhỏ nha anh chị nhá, bởi vì là nó cái tiềm năng thì nó còn lớn, nhưng mà ở đây nó phụ thuộc vào các anh chị đấy, phụ thuộc vào các anh chị để chúng ta có thể lan tỏa được, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta phải có điểm 10 về công ty và điểm 10 về bản thân mình, đây là điểm 10 mà quyết định các anh chị nhé. Khi mà chúng ta đã có hết rồi, cái điểm về sản phẩm là có rồi, điểm về công ty có rồi, nhưng điểm về bản thân mình đây là yếu tố, lại là yếu tố quyết định các anh chị ạ. Cái yếu tố ở trên để còn để cái nó sẽ là cái khởi đầu để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta có thể quyết định là chúng ta có thể chia sẻ khách hàng hay không. Nhưng mà để có thể là chăm sóc, để khách có thể trở thành khách hàng trung thành, để chúng ta có thể tái đơn và bùng nổ với những sản phẩm home care của chúng ta, thì lại là do các anh chị, và chúng ta phải xác định cho mình là gì, chúng ta phải rất là hiểu về sản phẩm và chúng ta phải có các cái kỹ năng để chúng ta hỏi chăm sóc khách hàng như thế nào, để có thể khách đấy người ta rất là yên tâm khi mà chúng ta chia sẻ về về sản phẩm để họ dễ chốt được đơn rồi. Nhưng mà sau đấy là họ dùng rồi thì chúng ta phải thường xuyên thăm hỏi, đúng không ạ? Thường xuyên thăm hỏi. Không biết là các anh chị ở đây, các chị có thường xuyên là thăm hỏi khách hàng của mình hay không? Đây là một cái lỗi mà rất nhiều đối tác của chúng ta gặp phải ạ. Rất nhiều khách hàng của chúng ta gặp phải vì vì số lượng có thể rất nhiều các anh chị là đã ra đơn được rồi, nhưng mà cái việc tái đơn ở chị, các chị lại chưa quan tâm vấn đề chăm sóc khách hàng, chưa quan tâm đến chăm sóc hàng, và cũng rất ít người thì, rất ít người là quan tâm đến cái chủ đề này. Nên cho nên nó cũng là một cái yếu tố mà để có thể là số lượng người tham gia phòng dung của chúng ta là hôm nay là hơi ít đấy anh chị ạ. Chúng ta chỉ biết làm nào để chốt đơn không lối thoát, đúng không? Các chị ví dụ như cái chủ đề là chốt đơn không lối thoát thì rất nhiều người vào, đúng không? Rất nhiều người vào để làm nào để chốt đơn không lối thoát để có khách được rồi, đúng không? Thế nhưng mà làm nào để phát triển kinh doanh bền vững, có phát triển kinh doanh bền vững được hay không, và doanh nghiệp của chúng ta có bền vững được hay không, và chính bản thân các chị có phát triển bền vững được hay không, thì đó chính là các anh chị phải có cái lượng khách hàng trung thành, và các anh chị phải có lượng khách hàng về tái tái đơn được, nó mới chứng minh được gì ạ? Chứng minh được là sản phẩm của chúng ta tốt, chứng minh được là dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, đúng không ạ? Còn nếu như không tái đơn được thì coi như là gì ạ? Coi như là không, chưa chưa đánh giá là cái doanh nghiệp đấy thành công được. Nó chỉ đưa một lần thôi, khách hàng chỉ địa chốt đơn một lần thôi và không có quan tâm đến lần sau, không có tái đơn lại, thì đấy là gì, đấy là chúng ta đang bị thất bại. Và thất bại và chúng ta gì ạ, nó lại phụ thuộc vào chính của chúng ta đây, vì công ty tốt rồi, sản phẩm tốt rồi, nhưng mà tại sao mà khách hàng lại không có thể tái đơn được, thì đấy là vấn đề là do chính bản thân chúng ta, là chúng ta đang bị gặp ở đâu, đang gặp vấn đề gì, đúng không ạ? Thì phía xin phép được chia sẻ tiếp cái nội dung nữa để các anh chị sẽ thấy là chúng ta đã làm đúng hay chưa, chúng ta thì đã quan tâm đến việc chăm sóc việc khách hàng sau bán hay chưa, đúng không ạ? Bán đã khó rồi nhưng mà chăm sóc khách hàng sau bán thì nó không phải là khó, nhưng mà ở đây nó là quan niệm thôi, nó là quan niệm thôi, chúng ta phải có quan niệm đúng. Và thì xin chia sẻ với chị là quan niệm đúng thì nó chưa là cái nền móng, các anh chị, nó như là một cái nền móng để các anh chị thấy là cái nền móng vững chắc rồi. Các chị đã muốn xây một ngôi nhà ví dụ như là 100 tầng thì cái móng của nó lại vô cùng phải chắc chắn thì chúng ta mới xây cao được, mới có thể về phát triển mạnh được và mới phát triển đến đâu được. Còn lại nếu như mà cái móng của chúng ta không vững á, thì chúng ta xây lên thì nó sẽ bị đổ, đúng không? Chúng ta xây đến đâu nó bị đổ đến đấy. Nhưng đây là cái quan niệm mà phía rất mong anh chị ở đây có thể làm. Nhiều người có rất nhiều người không quan tâm đến việc là chăm sóc sau bán, khách hàng sau bán là cái chuyện gì, là cái chuyện đương nhiên, là cái chuyện bình thường, nhưng mà đó chúng ta đang bị sai lầm. Chúng ta đang bị sai lầm là chúng ta cứ mong làm sao có đơn thôi, có đơn thôi, và chúng ta không nghĩ là tái đơn mới cái quyết định sự thành công của các anh chị. Nếu không tái đơn được thì chúng ta đã bị thất bại các anh chị, nếu không tái đơn được là chính là chị thất bại, mà thất bại là ở các anh chị nhá, là ở chúng ta đấy, là ở chúng ta,
Nếu không tái đơn được là do việc do cái chất lượng chăm sóc dịch vụ của chúng ta, cái năng lực của chúng ta chưa tốt, đúng không ạ? Cái sự chăm sóc khách hàng của chúng ta chưa tốt cho nên là chúng ta không ra đơn được. Thì cái quan niệm này thì rất là mong là các chị phải diện phải ngấm phải thấm và phải xác định là làm cái gì cũng thế. Ở đây nó không chỉ là cái câu chuyện là gì, cái câu chuyện là mỗi cái việc là chúng ta đi bán hàng đâu, không chuyện là để sau bán hàng như thế nào đâu, mà có thể áp dụng tất cả trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể áp dụng bộ, vì đây quan niệm là nó đúng trên mọi phương diện như chị ạ. Kể cả chúng ta tuyển người bạn được, tuyển người đã khó rồi nhưng chăm sóc để mà họ phát triển được, để chúng ta có một cái nhánh đó nó còn khó hơn vạn lần, phải không ạ? Nó còn khó hơn vạn lần, đúng không ạ? Đúng. Và khách hàng của chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Khách hàng của chúng ta cũng vậy, khi mà đã bán được đơn rồi nhưng mà tái đơn là cái yếu tố vô cùng quan trọng của chị nhé. Và như thế nào ở đây thì chia sẻ với anh chị là làm thế nào và làm gì để có thể gì ạ, để có thể có khách hàng trung thành, để chúng ta biết cách chăm sóc, đúng không ạ? Để biết chúng ta biết chăm sóc cho khách hàng thì ở đây là đưa ra công thức là 1 3 7 14 anh chị ạ. 1 3 7 14, các anh chị có hiểu là 1 3 7 14 là cái gì không ạ? Các anh chị có thể nhắn trong chat xem là 1 là thế nào, 3 thế nào, 7 14 là thế nào các anh chị nhé. Đặc biệt là với ngân hàng home care của chúng ta là gì ạ? Rất là cần cái gì ạ? Cái công thức này, và có thể là 28, có thể nhân lên cho chị nhé. Nhưng mà thì ở đây để cho các anh chị phải xác định ngay từ đầu là khi mà chúng ta gì ạ? Khi mà chúng ta khách hàng có đơn rồi thì ngay ngày đầu tiên là số 1 đấy ạ, ngay ngày đầu tiên mà khách hàng nhận hàng về, đúng không ạ? Khách hàng trải nghiệm, anh chị sẽ phải gọi điện này, nếu mà có thể là thân thiết thì chúng ta gọi điện, hoặc là gần nữa thì chúng ta gặp gỡ, đúng không ạ? Gần nhà chúng ta gặp gỡ, và nếu xa thì chúng ta có thể nhắn tin, chúng ta có thể gọi điện. Chúng ta sẽ hỏi là gì ạ? Anh, là chị, là bạn, là cô chú là dùng sản phẩm gì ạ? Nước rửa chén gạo ví dụ như vậy, thì gì ạ? Cảm nhận như thế nào? Đấy, gì ạ? Cảm nhận như thế nào? Thì mình phải có sự chăm sóc ngay từ khi mà họ bắt đầu dùng, chứ không phải là đợi chứ 2 tuần hàng 3 tuần, 1 tháng người ta dùng hết rồi, người ta không biết dùng, người ta không dùng đúng rồi bắt đầu mình mới nhắn lại, thì là việc mình cứ chốt được đơn là yên tâm có tiền vào trong tài khoản rồi là thôi, mình không cần quan tâm nữa. Nhưng mà đấy là bỏ qua như vậy là cái sai lầm nhá. Và chúng ta cũng tránh hỏi những câu là chú đã nhận được hàng chưa, là có hay không. Chúng ta tránh câu có hay không mà chúng ta hãy hỏi. Ở đây trong cái câu hỏi này đó là cái câu mà Thúy cũng gợi cho các anh chị là kể cả là trong giao tiếp, kể cả là trong chăm sóc gì ạ, đội nhóm, kể cả là trong trong cái việc là chúng ta tiếp cận với các đối tác khách hàng, thì chúng ta sẽ có những câu hỏi để họ sẽ phải gì ạ, phải trả lời chúng ta, chứ không phải là có hoặc không. Không phải là câu dùng chưa thì đã dùng rồi, thế thôi, nhưng họ là không, cái câu đấy là mình tránh thôi. Nhưng hỏi là dùng như, cảm nhận như thế nào, thì bắt đầu họ chia sẻ, đúng không ạ? Và họ chia sẻ cách họ dùng như nào, mình bắt đầu gì thấy họ sẽ chia sẻ đúng hay chưa, họ cảm nhận đúng hay chưa, là mình bắt đầu gì ạ, chia sẻ thêm để họ hiểu thêm về ví dụ như cô dùng như thế này đúng không ạ, cảm nhận như thế này, mình chia sẻ cái cảm nhận của mình luôn để cho họ thấy, và họ cũng thể suy ra là à họ đã dùng, họ có suy ra, họ cảm nhận xem liên hệ xem có đúng như vậy hay không. Thì cái ngày đầu tiên là chúng ta đã phải chăm sóc, chúng ta phải hỏi xem họ đã dùng như thế nào. Và địa và ngày thứ ba anh chị nhé, chúng ta cũng tránh là ngày nào cũng hỏi, ví dụ như chăm sóc cái khách hàng mà chúng ta chuẩn bị ra đơn hay gì, chúng ta có thể là chăm sóc nhiều hơn, nhưng mà vì với cái người mà đã mua hàng rồi thì chúng ta cũng phải có quy định của nó là việc cái ngày thứ ba, ví dụ ngày thứ ba chúng ta lại tiếp tục hỏi, chúng ta tiếp tục hỏi, và trong cái câu chuyện đấy thì chúng ta sẽ sẽ dần dần chúng ta quan tâm, thì người ta thấy sản phẩm rất tốt rồi, rất thích rồi, thì lại được quan tâm như thế, dùng như thế là họ rất là thích, và thậm chí là họ sẽ chủ động nhắn cho mình, chứ không phải đợi đến tận ngày thứ bảy mình lại nhắn tiếp đâu, hoặc ngày thứ 14 là mình lại nhắn nhắn tiếp đâu. Và chúng ta làm như thế nào để khách của chúng ta gì họ sẽ chủ động với chúng ta, và họ thích sản phẩm, họ yêu sản phẩm. Không biết các anh chị như thế nào, nhưng mà đối với Giang Thế là mỗi khách hàng là một cái câu chuyện, mỗi khách hàng là một câu chuyện, mỗi sản phẩm là một câu chuyện mà vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời. Khi mà mình chỉ bán những cái sản phẩm ví dụ như nước rửa bồn cầu thôi, ví dụ như là nước giặt thôi, ví dụ như là nước rửa chén đâu, nước rửa tay thôi, nhưng mà trong cái câu chuyện đấy mình nói chuyện và họ thấy là họ cảm ơn mình ấy. Không biết là các anh chị có vậy không, nhưng mà với thì
là bất kỳ một sản phẩm nào mình bán cho khách hàng thì vì đâu đó là không chỉ mình có sự chia sẻ, mình sự quan tâm, và khách hàng luôn luôn họ có cái sự cảm ơn mình, bởi vì là vì mình là họ đã biết đến sản phẩm như thế. Có rất nhiều người nói rằng là thế mà mình không biết là có, bây giờ dùng từ rất là lâu rồi, trước đó rất là lâu rồi, thì cái đấy là cái điều hạnh phúc của người khách hàng, của người bán hàng, đúng không? Hạnh phúc của người bán hàng, hạnh phúc của người đi kinh doanh là gì ạ? Khách hàng người ta luôn gửi cái feedback cho mình và họ luôn cảm ơn mình là gì ạ? Mình đã chia sẻ sản phẩm đó cho họ, thì đấy mới là cái người mà bán hàng thành công đấy chị nhé, là người kinh doanh thành công. Còn nếu như mà chúng ta gì ạ? Chúng ta chỉ mau chóng và chúng ta mong muốn chốt đơn và có gì ạ? Có tiền rồi chúng ta lại đi tìm khách hàng khác, tiếp tục đi tìm và chúng ta có thể hiện cái sự hời hợt với khách hàng. Nếu chúng ta chỉ thể hiện cái sự hời hợt với khách hàng thì khách hàng của chúng ta sẽ rất tinh tế các anh chị, không có ai có thể là lừa được ai gì cả, hoặc là nếu có lừa thì chỉ lừa lần đầu. Ở đây là lừa là không nói là lừa sản về chất lượng sản phẩm hay gì cả, mà là gì, người ta thấy mình là người không thật thà, người mình chỉ mong muốn bán hàng để gì mình lấy hoa hồng của người ta thôi, thì người ta sẽ cảm nhận thấy cái điều đó và người ta sẽ đánh bật chúng ta, và có thể gì họ đi sẽ tìm người khác anh chị nhé, có thể là họ sẽ đi tìm người khác. Thì đấy là những cái mà chia sẻ với các anh chị, là trong mỗi sản phẩm, trong mỗi người, từng khách hàng là chúng ta thấy gì chúng ta đều có cái sự chia sẻ cả. Thì chia sẻ với các anh chị là có những cái những người mà họ chăm sóc khách hàng rất là tốt, mà họ chăm sóc khách hàng rất tốt, mà nhiều lúc mà gì ạ, mà mình thấy là mà khi học tập ấy, là ý là người ta sẽ hỏi thăm thường xuyên, nhưng mình nghĩ và mình không có nhiều thời gian, thậm chí là mình không quan tâm lắm. Nhưng mà khi mà mình nghĩ, thậm chí là có những sản phẩm mình chưa mua nhưng mình cũng nghĩ không bao giờ mua, hoặc là dùng không biết là có dùng lại hay không, nhưng mà vì người ta chăm sóc tốt quá, người ta chăm sóc và người ta thực sự người ta cảm nhận, người ta đã rất là hiểu, thấu hiểu mình, cho nên là khi mà mình hết sản phẩm đấy, đúng không ạ, ví dụ như thế, đây là trước kia thì là như vậy, thì mình sẽ nghĩ ngay đến người đấy, đúng không ạ, nghĩ ngay đến cái người đấy. Thì các anh chị phải nhớ là như vậy, thì chúng ta phải định vị được người mua, và chúng ta có cái tiếng nghe, lắng nghe. Ở đây là chúng ta đừng có nói nhiều quá, mà khi mà chúng ta chăm sóc là chúng ta sẽ đưa ra một số các câu hỏi gợi mở, cái sau đấy là gì ạ, để cho khách hàng thì họ chia sẻ và mình hãy lắng nghe, và sau đấy gì ạ, là mình sẽ kể chuyện. Đây là ai là người mà kể chuyện hay nhất, ai là người kể chuyện nhiều nhất là người thành công các chị ạ. Các anh chị ghi lại cái câu đấy, ai là người kể chuyện hay nhất, ai là người kể chuyện nhiều nhất và nhiều lần nhất các chị nhá, nhiều nhất thì là người đấy thành công. Nó phụ thuộc vào chính chúng ta đấy ạ, tất cả mọi thứ là ở Ropi cũng tốt rồi, và nhãn hàng của Phú Thái của chúng ta, các sản phẩm đưa lên cỡ kệ là vô cùng tuyệt vời rồi, là còn phụ thuộc vào chính bản thân mình thôi. Cho nên cái bài ngày hôm nay là sẽ quay về chính bản thân mình, là mình làm sao mà nâng cao cái giá trị của mình lên. Mình nâng cao cái giá trị của mình lên thì chắc chắn là gì, mình sẽ chinh phục được khách hàng. Khách hàng người ta thấy mình thân thiện, và khách hàng người ta thấy là mình rất là mong muốn giúp người ta. Ví dụ như là chỉ một chai nước rửa bồn cầu thôi mà mình quan tâm, thì họ nói rằng là không biết là nó lãi được một cái chai nước rửa bồn cầu lãi được bao nhiêu, nhưng mà chăm sóc mình chu đáo cẩn thận như thế và sản phẩm là đúng thực sự là tốt thật, và nó chia sẻ, mà khi mà chúng ta đã chia sẻ về sản phẩm tốt rồi thì có thể là có thể có rất nhiều chuyện để nói, có rất nhiều chuyện để nói, thì tự khắc là chúng ta sẽ chinh phục được khách hàng. Và phía cam kết các anh chị là nếu sản phẩm Ecolova của chúng ta, nếu như chúng ta đã bán được một lần rồi thì chúng ta phải chăm sóc thật tốt, để đó chính là khách hàng trung thành của chúng ta anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì họ không không có thể không dùng được. Có nhà nào không cần dùng nước nước giặt không ạ? Có nhà nào không cần nước nước rửa chén với lại nước rửa bồn cầu không ạ? Không có, đúng không? Không có. Nhưng mà nếu họ không tái đơn được thì sao? Không tái đơn được là phải xem xét lại cái vấn đề của chúng ta, đúng không ạ? Xem xét lại vấn đề ở chính chúng ta chăm sóc thôi. Còn nếu chúng ta được thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Ở đây trong cái việc bán hàng ở đây không có thể là không bán được. Cái chị nói thế nào là nói có thì cũng không phải đâu, mà là do chính chúng ta chưa chưa có thể chạm tới. Các chị đã cho mình cái cơ hội gì ạ? Các anh chị có cơ hội trải nghiệm chưa?
Nếu các chị không trải nghiệm thì không bao giờ thành công với chị nhá. Không bao giờ có thể là bán được hàng khi mà chúng ta không có trải nghiệm thực tế ở đây nhá các chị nhá. Còn bán hàng được, nếu bán hàng được thì các anh chị có thể là rất nhiều người ta ủng hộ thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta không có trải nghiệm, không có niềm tin thực sự thì để các anh chị chốt được thì ở đây như ví dụ như thế là mình thay hết tất cả các đồ dùng nhà mình, thay là mình thay hết và mình dùng hết, mình trở thành khách hàng trung thành hết, ở trong đấy thì mình mới gì có thể là mình kinh doanh thành công được các anh chị ạ. Thì đấy là cái nội dung mà Thía muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, là chúng ta hãy gì ạ, hãy hiểu đúng về cái cách là chúng ta có thể xây dựng cái kinh doanh của mình bền vững, và đặc biệt là trong cái việc bán hàng, và làm thế nào ở đây là bán đã khó rồi, có công nhận với anh chị là bán là đã khó rồi, nhưng mà bán được rồi mà chúng ta không thể upsell lại được cho họ. Và ở đây không chỉ là họ mua cái đơn này đâu, mà họ có thể mua các sản phẩm khác không, nhà nhà nào ví dụ người già có cần phải gì ạ, dầu phủ bạc hay không, đúng không, chị em phụ nữ bây giờ có cần dầu gội hư chống hư tổn không, phục hồi hư tổn tóc không, đúng không, và có những người cần gì ạ, cần gội ngư vàng để gì ạ, kích thích màu tóc không, đúng không, có ạ, có đúng không. Và những chị em mà có gì ạ, có các cái vấn đề về gì ạ, nhiều tuổi ngoài 30, 35 ra có các cái vấn đề về nội tiết tố hay không, đấy rất nhiều đúng không ạ, thì chúng ta đều có thể là có upsell được các sản phẩm khác của nhà cô Thái, cũng như là các sản phẩm khác ở trên kệ Ropi của chúng ta anh chị nhá. Chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng, rất là rõ ràng, và chúng ta phải có quan niệm rất là rõ ràng về cái việc là chúng ta ở đây có bán được hàng hay không này, và có gì ạ, có thể là bán lại được cho chăm sóc để tái đơn được hay không, là phụ thuộc vào chính chúng ta, là phụ thuộc vào chính chúng ta. Các anh chị mà quan tâm đến sản phẩm này, các anh chị không vào học, các anh không không học đến đầu đến đuôi, các anh chị học cũng không gì ạ, ghi chép, hoặc là học cũng không cảm nhận được rất là rõ, mà các anh chị cũng không có những cái cho mình cơ hội trải nghiệm. Bởi vì sao? Bởi khách hàng khó tính là chính chúng ta thôi. Khách hàng khó tính là gì? Là chính chúng ta. Chúng ta đã bán được cho chúng ta rồi và chúng ta thấy thuyết phục hoàn toàn. Khi mà chúng ta thuyết phục hoàn toàn rồi thì các anh chị việc bán cho mọi người nó dễ lắm. Phía thì thấy là tại vì phía không có nhiều thời gian để bán hàng, nhưng mà nó bán là dễ lắm, mà chúng ta chỉ cần gặp, chúng ta chia sẻ thôi. Cái chia sẻ mà khi mà các anh chị đã hiểu về sản phẩm rồi, và các anh chị đang thấy là đầy rẫy các sản phẩm ở ngoài kia người ta đang dùng, người ta rất ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người ạ, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, hóa chất này, các vấn đề hóa chất rồi về sức khỏe, bây giờ ung thư thì nhiều quá đúng không, các cái bệnh nền nhiều lắm. Thế mà bây giờ mà họ dùng như vậy thì đúng là ảnh hưởng sức khỏe lắm, mà lúc mà sức khỏe rồi thì sao, vào viện thì bao nhiêu cũng phải trả đúng không, bao nhiêu cũng phải trả. Mọi người dùng là khi mà họ mua cái gì đấy dùng thì người ta sẽ nói hỏi rằng là à, cái này đắt thế, cái kia đắt thế, tôi chỉ mua cái rẻ để dùng thôi. Nhưng mà sao ạ, đến bệnh viện rồi, nên mà bệnh đặc biệt là bệnh trọng rồi thì gì ạ, bác sĩ ơi là hãy kê cho tôi một cái toa thuốc mà đắt nhất đúng không, có phải là tiền tiền của khách hàng, tiền tiền của khách hàng là có phải để dành để đi vào bệnh viện không ạ, đi dành bệnh viện đấy ạ. Nhưng mà chúng ta phải xác định là chúng ta có đừng nghĩ trong cái việc bán hàng, mình đừng bao giờ nghĩ, hoặc là cái việc là chăm sóc khách hàng sau, đừng bao giờ nghĩ là sau đấy mình bán để mình có thêm tiền, mà mình thấy là à, sản phẩm nó tốt và đây chính là giải pháp cho họ, chính là giải pháp cho khách hàng của chúng ta phải nghĩ như vậy, và chúng ta chia sẻ một cách say sưa, và họ nhìn thấy gì ạ, ánh mắt nụ cười của mình, lời nói của mình có năng lượng, và trong cái từng tin nhắn của mình là họ thấy là mình đang chăm sóc họ và mình muốn họ dùng sản phẩm tốt, và mình gì ạ, mình muốn là gì, họ được bảo vệ sức khỏe đúng không ạ, thì các yếu tố khác họ sẽ gạt hết đi, và chắc chắn là các anh chị sẽ gì ạ, có gì ạ, có những khách hàng trung thành, và có thể có những gì ạ, đối tác khi mà họ thấy là à, cái này hàng này dạ là nhà nào cũng cần, cũng dễ bán và mình dùng mình thích như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bán được. Thì là mình muốn gì ạ, mình muốn dùng thường xuyên như vậy thì gì ạ, phải dùng, phải có điện, có giám sát, có chiết khấu, thì mình bằng cách là gì ạ, mình sẽ đi bán hàng, mình đi bán hàng cùng để mình được dùng đúng không ạ, mình được dùng thì mình cứ dần dần như thế, các anh chị cứ chia sẻ như vậy thì không chỉ là bán hàng các anh chị có thu nhập được, mà các anh chị sẽ gì ạ, sẽ có thể tuyển dụng được, và cái cách có thể tuyển dụng thông qua bán hàng và chăm sóc khách hàng phía cũng đã thực hiện rất nhiều các anh chị ạ, rất nhiều, bởi vì người ta mua nhiều đúng không, mua nhiều và bây giờ là vào đây là mua nhiều, nhưng mà mình chăm sóc tốt rồi, mình bảo là bây giờ không được bán phá giá, công ty là nghiêm cấm không được bán phá giá, cho nên là hãy vào đây để được dùng, và đây vào đây chia sẻ cho người khác vì nhà nào mà chẳng phải cần đúng không, thế cho nên là hãy vào để kinh doanh cùng với
với chúng ta. Thì cái cách là chăm sóc khách hàng sau bán là một cái nội dung mà hôm nay thời gian nó rất là ít, cho nên là phía cũng chia sẻ ngắn gọn. Chứ còn lẽ ra thì phân tích nó sẽ dài hơn và nó sẽ hay hơn, nhưng mà thời gian nó có hạn, cho nên là phía xin phép được dừng cái phần chia sẻ ở đây. Và rất mong tất cả các anh chị, mặc dù ít thôi nhưng mà qua cái phần chia sẻ của Giang Thía thì rất mong là các anh chị sẽ gì ạ, sẽ hiểu, sẽ thấm được cái cách là chúng ta gì ạ, không chỉ là học cái cách bán hàng mà chúng ta phải hiểu và chúng phải có quan niệm rất đúng trong cái việc là phát triển sự nghiệp của mình. Và đây là doanh nghiệp của chúng ta. Chúng ta không phải là người đi làm thuê, chúng ta làm chính cho doanh nghiệp của mình, thậm chí chúng ta còn tuyển thêm nhân sự để làm việc mở rộng thêm kênh phân phối của mình. Thì chúng ta phải nghiêm túc trong cái việc là xác định cho mình cái chiến lược kinh doanh và bắt đầu từ việc bán hàng. Và các anh chị giỏi bán hàng, giỏi chăm sóc khách hàng thì các anh chị sẽ thành công các anh chị ạ. Còn nếu như không, các anh chị còn hời hợt thì chắc chắn là các anh chị không thể thành công được ở Ropi đâu. Nó phải rất là sâu sát, nó phải rất là sâu sắc về việc từng khách hàng, từng người một đều có những câu chuyện riêng, đều có cái sự chăm sóc riêng các anh chị ạ. Và người ta cảm nhận được trái tim của anh chị, từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Cho nên là đấy là bí quyết để chúng ta có thể là thành công tại Ropi, chứ không đơn thuần là gì ạ, chúng ta chỉ là diện chăm sóc để gì ạ, để tái đơn, để bùng nổ với ra đơn cùng bùng nổ doanh số với diện với cái này hàng Homecare Eclova của chúng ta đâu, mà có thể thành công được với các cái này hàng khác nữa. Thì phía xin phép được chia sẻ một cái nội dung như vậy. Và bây giờ thời lượng cũng đã quá tham gia chương trình rồi, thì xin phép được dừng ở đây và xin chúc tất cả các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta sẽ có cái quan niệm đúng trong cái việc đi kinh doanh của mình, đặc biệt là chăm sóc khách hàng sau bán là một cái nội dung vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một người đi kinh doanh nào. Cho nên là thì xin phép được dừng phần chia sẻ ở đây. Xin chúc tất cả các anh chị sẽ thành công với lai hàng Ecorova của nhà Phú Thái nhé. Và xin chúc anh chị sẽ thành công tại Dopi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nhé. Nhiều biết lại cho MC của chúng ta. Dạ rồi, em cảm ơn mentor sát sao Giang Thí rất là nhiều ạ. Một lần nữa cả nhà mình hãy giúp Ly là thả hoa, thả tim và thả những cái icon thật là xinh tươi để mình cảm ơn mentor sát sao Giang Thí. Đúng như hồi nãy giờ mentor sát sao Giang Thí mà có chia sẻ cả nhà, mình học mà kiểu như là khi mình đi bán hàng á là mình cứ luôn nghĩ là mình vào Robby mình bán hàng, miễn là mình bán được hàng thôi, chứ chưa nghĩ tới cái việc là mình cần phải chăm sóc khách hàng. Nhưng mà càng ở Robby càng lâu thì Ly cũng thấm cái này luôn cả nhà, rất thấm luôn. Hồi nãy mentor có chia sẻ là cái việc mà mình đi tìm kiếm một khách hàng mới đã khó rồi, nhưng mà làm sao để mình có được cái người khách hàng đó và trở thành người khách hàng trung thành lại càng khó hơn. Và đến lúc mà mình đã giúp cái người khách hàng đó trở thành người khách hàng trung thành thì mình đã trở thành một cái level xịn rồi cả nhà. Và lúc này thì mình giống như là mình đã có cái người tái tiêu dùng. Mà cả nhà để ý đúng không, khi mà mình đi tìm một khách hàng mới tính ra cái thời gian sẽ mất nhiều hơn và cái công sức của mình nó đổ ra cũng nhiều hơn nữa. Thì tại sao mình đã có lý do là mình đã giúp cho cái người khách hàng đó và mình đã giống như là mình đã làm sao để cho họ đã mua được sản phẩm, thì không biết không có lý do gì mà mình không học cái chương trình này cả. Mà đúng hay luôn nha, Ly để ý vậy nè, những cái chương trình mà nó càng thấm nhuần á, mà càng cái nghĩa là khi mà mình vào vô cái Zoom này á là mình không có còn phải là để là mình đưa là mình nâng tầm hay gì hết, mà mình phải học thực sự là mình hãy nhìn rõ vấn đề luôn, mình nhìn rõ vấn đề là mình đang vướng cái khúc nào luôn cả nhà. Vào trong này có nghĩa là mình không cần đánh bóng bản thân mình nữa, mà mình phải học cái kiến thức mà hồi nãy giờ mentor Giang Thí đã chia sẻ rất là nhiều. Và cả nhà nhớ nhớ cái key và cái chìa khóa mà mentor đã nói là 1 3 7, 1 3 7 mấy quên nữa rồi, 1 3 7 14. Cả nhà nhớ cái khúc này nha. Trước giờ là Ly đang làm, bữa trước là Ly làm vậy này cả nhà, 1 3 7 5, 1 3 5 7 14. Xong Ly làm xích quá như giờ Ly Ly nhưng mà từ cái hôm mà Ly học lại á là Ly đã thấy là mình không có cần quá là xích trịch vậy, mà mình phải rời ra một tí xíu nữa. Chứ nhiều lúc á có cái, nhưng mà cũng tùy khách hàng cả nhà. Ví dụ như có những khách hàng mà mình hay nhắn tin hỏi han thì họ rất là thích, đó là những cái người mà họ thích sự quan tâm. Nhưng có những cái khách hàng mà mình biết là mình chỉ cần vừa phải thôi, ở một cái tầm, nên là mình cứ học đúng. Tại vì cái này đã qua được cái sự gọi là nhuần nhuyễn của các cái mentor đi đời đầu rồi và đã có nhiều sự đúc kết rồi, nên là mình cứ học đúng thôi, mình không cần sáng tạo, không cần sáng tạo bánh xe nữa. Và cứ như cái lối đó mà mình đi thì mình sẽ không gặp chông gai. Một lần nữa Ly cảm ơn mentor rất là nhiều và Ly quên nhắc với cả nhà mình đó là mình có chương trình mini game cả nhà nhé. Cả nhà mình khoan đừng có ao zoom khi mà mình nghe xong cái chương trình, đừng mình đừng có ao zoom, bởi vì Ly biết là cũng có một số anh chị em mình còn đi làm á mà mình nán lại ít phút,
Rồi mình nhớ là điền cái link mini game bên ban tổ chức có của Ly có gửi trên cái khung chat, và sau đây là Ly sẽ có một cái phần Ly dành ra cho mình thêm 5 đến 10 phút nữa, tại vì chương trình của mình cũng hơi bị cháy ấy, nên là cả nhà mình, anh chị cô chú nào mà mình có câu hỏi hoặc là mình cần thắc mắc, mình cần sự hỗ trợ của mentor sáu sao Giang Thí, thì cả nhà mình cứ tiện tay thì mình bật mic, mình mở cam, còn không mình ngại thì mình có thể đặt lên khung chat để có gì Ly sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình để nhờ mentor giải đáp nhé. Và ngoài ra thì bên nhà Econova còn có những cái chương trình hỗ trợ, đó là chương trình gọi là khuyến mãi, mà cả nhà biết không, khi mà mình bán hàng cho khách hàng á là mình luôn luôn muốn tri ân cho khách hàng, nhưng mà ở đây mình sướng một cái là Econova chưa lớn, là mình không cần phải móc tiền túi của mình ra, có đôi khi là mình còn phải là giống như là như Ly đó, Ly bán hàng á, Ly hay học mentor á, là mình đã bán cho người ta một cái đơn hàng hơi nhiều nhiều á thì mình free ship cho khách hàng, thì free ship không có đôi khi người ta khách hàng mua nhiều á thì mình lại có những cái chương trình như vậy nè, và nhờ những cái chương trình này mà cả nhà có thể upsell rất là tốt luôn. Ví dụ là đâu đó là những cái sản phẩm này họ vẫn phải dùng hàng ngày hàng ngày, ví dụ như có khi khách hàng đó họ vẫn còn, họ sử dụng có khi được cả tháng nữa, nhưng mà khi mình upsell người ta vẫn tận dụng, bởi vì người ta biết rằng là họ vẫn dùng từ năm này qua năm nọ mà, đâu có phải đơn giản đâu, đúng không ạ? Ok rồi, vậy là bây giờ Ly sẽ nói thêm về cái chương trình, cả nhà mình nhớ là mình điền form mini game nhé. Và hiện tại thì Ly chưa thấy cái sự hỗ trợ, chắc là do là cái quá trình mình chưa có vướng phải nhiều á. Sau khi mình học cái bài này, cả nhà mình nhớ áp dụng, thì trong cái quá trình mình áp dụng, mình gặp những cái ý kiến nào hoặc là mình gặp những cái câu hỏi nào mà mình còn không có trả lời được, thì cả nhà mình cứ nhắn lên những cái group hỗ trợ thì bên mình sẽ được hỗ trợ ha. Và mình còn sẽ gặp lại tất cả các mentor cũng như là mentor Giang Thí, thì sau này mình gặp mình nhớ mình nốt lại những câu hỏi đó để mình hỏi nhé cả nhà. Rồi ok. Về chương trình của nhà Econova, đó là chương trình hè rực rỡ sale hết cỡ, thì chương trình của mình sẽ áp dụng từ 5 giờ ngày 18 cho tới 23 giờ 59 ngày 10 tháng 6, đâu đó là mình áp dụng cũng được hơn hai mươi mấy ngày á cả nhà, hoặc là sẽ kết thúc sớm hơn khi mình hết quà tặng nhé. Mình sẽ mua, đó là khi mình mua một combo 519.000 là gồm có, mình sẽ chọn những cái sản phẩm này ha, một can nước rửa chén hương dừa hoặc là một can nước rửa chén gạo, mình cộng với một chai nước collab và một cộng với một nước ngâm rau quả. Và cái combo này Ly thấy là nhà nhà cần luôn cả nhà, giống như chính bản thân mình thì mình ngồi đây đi, cả nhà thấy mình có cần những sản phẩm này không ạ? Rất cần luôn, mình mua mình tặng cho ba mẹ ruột nè, ba mẹ chồng, ba mẹ vợ, kiểu các kiểu vậy đó, thì rất là hài ha, rất là hời ha cả nhà. Đó thì mình cũng được tặng quà, kèm theo đó là chương trình khuyến mãi tặng chai chiết, thì chương trình khuyến mãi tặng chai chiết thì sẽ được kéo dài nhiều hơn, đó là đến hết tốc chiến luôn á cả nhà. Cả nhà mình thấy là Econova xịn chưa, hỗ trợ cho bên mình. À không, mình mua trên cái app Robibit của mình ấy, Robimore, không biết Robimore có chương trình không thì Ly chưa có coi trên app Robimore nữa. À sàn nào cũng có nha bạn, Robibit hay Robimore gì, vậy là khách hàng tự đặt hàng cũng được luôn. Ok, rất là hời. À vậy cái chương trình này có nghĩa là mình có thể là tự nói với khách hàng của mình mà họ có tải cái app Robimore là tự mua hàng luôn. Ok bạn Hồng Minh, mình chưa biết cái gì bạn, mình chưa biết cái gì Minh ha. Rồi đó là những cái chương trình tặng chai chiết, cả nhà mình nhớ tặng chai chiết là mình lên đơn hàng mình sẽ được tặng cái chai chiết, và cái chai chiết này rất cần á cả nhà. Mình mua nước rửa chén về mình cũng cần cái chai chiết nè, rồi mình mua cái gì mình cũng cần chai chiết hết, mình tặng cho khách hàng mà khách hàng mê lắm, cái chai chiết của nhà Econova xịn sò và rất là đẹp luôn, nó có từng nấc luôn, dễ lắm. Rồi ok, đó là tất cả các chương trình. Chắc là bên mình cũng hơi bị gấp á, nên là Ly chỉ nói sơ, cả nhà mình lên app sẽ thấy ha. Mình lên app mình gõ cái sản phẩm của Phú Thái hoặc là mình gõ Econova là nó sẽ lên chương trình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay cái mini game để kết thúc chương trình cho anh chị em mình đi làm nhé. Rồi Ly mời ekip của chương trình quay số giúp Ly ạ. À, không biết là các bạn mình đã điền hết chưa, Ly quên hỏi khúc này. Nếu mà mình điền hết rồi thì mình cho lên khung chat là SS giúp Ly ạ. À, để không phải sót bạn nào nhé. À, và chương trình của mình là mình sẽ được tặng, mỗi phần quà sẽ được một tặng một chai nước rửa tay nhé cả nhà. Cả nhà mình về thử sử dụng nước rửa tay để coi như là mình làm sản phẩm thử, mình trải nghiệm, hoặc là mình chiết ra mình đi tặng nữa, rồi mình mai mốt mình có đơn hàng là từ cái sản phẩm tặng, có nghĩa là mình không tốn cái gì luôn. Hời ơi là hời luôn. Dạ rồi, Ly mời ekip ạ. À, nước rửa tay thơm lắm, cảm ơn Ly vợ. Rồi xem là ai đó là may, là người may mắn nè. Rồi Ly chúc mừng bạn Vũ Thị Thu Hiền. Thu Hiền có số điện thoại là 5366, bạn ở Quảng Ninh. Không biết là Hiền còn ở trong trong phòng Zoom không ạ? À? À rồi, Ly đã thấy Hiền rồi, chúc mừng Hiền nhé.
Ok, à, Ly mời quay phần tiếp theo. Ly có em bé nhỏ, cả nhà nó đang hơi hơi quấy Ly tí xíu, cả nhà thông cảm nhé. Sao có? Xin chúc mừng bạn thị trấn Bến Lức. Ủa, thị trấn Bến Lức không phải là cái tên, không biết là ai ai có cái thông tin này không ạ? À, mình có thể là comment cho Ly biết được không ạ? À, mình sẽ quay lại tại vì Ly không biết ai hết. Các bạn nào điền bị xóa cái chưa điền lại, có điền lại. Ok, Ly chúc mừng cái phần quà số 2, đó là sở hữu của Nguyên Hồng, chắc là Nguyễn Hồng. À, số điện thoại đuôi là 2018. Hồng ơi, mình còn trong phòng Zoom không bạn? Mình có thể cho Ly biết cái tín hiệu được không ạ? À? Hello. Alo Hồng ơi, Hồng ơi. Ly gọi một một tí xíu nữa mà không có là mình sẽ bỏ qua và quay tiếp phần quà cuối cùng nhé cả nhà. Hồng ơi, một. Vì Ly sợ tốn thời gian của cả nhà mình đó nên Ly kêu rất là lạ luôn. Hồng, Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Cả nhà có ai thấy không ạ? À? Có ai thấy bạn Nguyễn Hồng, có thể tìm giúp Ly mà Ly không thấy, tại vì cái phòng của mình Ly cũng dễ tìm rồi. Ok, Ly mời ekip quay lại giúp Ly ạ. À, phần quà cuối cùng hơi 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 gọi là gì, hơi làm cho mình hồi hộp đúng không cả nhà? Họ Nguyễn hôm nay hên ghê á. Xin chúc mừng Nguyễn Long. Nguyễn Long có số điện thoại là 3499. Trời ơi, Nguyễn Long lạ quá rồi. Ok, chúc mừng bạn Nguyễn Long. Cảm ơn cả nhà mình một lần nữa đã tham gia chương trình trưa nay của nhà Econova, và chúc cho cả nhà mình có một buổi chiều làm việc cũng như là một buổi chiều bên gia đình thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.